Quyên. Dạ. Thằng Vũ chơi chung với tụi con lúc nhỏ á. Hồi đó nó theo chú nó về Sài Gòn rồi. Nó có về đây không con? Hay là có tin tức gì của nó không? Dạ, dì mà hỏi Vũ á thì dì là người biết rõ nhất. Chuyện này dì ơi, dì biết á. Tao quên nói với mày, bạn trai của con Nhi là thằng Vũ đó. Anh Ba Bình, chú của nó, cũng trở về đây rồi. Nhưng mà hôm nay anh bận công chuyện cho nên anh không có tới ăn tiệc chung với mọi người. Vậy hả? Dì. Ủa, Vũ. Dạ, chào mọi anh người. Anh Vũ. Dạ, chào dì. Vũ. Chào Vũ. Chào mọi người. Nhi chào Vũ nãy giờ luôn á. Dạ, chào dì ba. Con Nhi nó cũng có gọi điện kể cho thằng Vũ nghe là mày về thăm bánh sậy nè. Mấy chục năm rồi mới gặp lại dì ba. Dì ba khỏe chứ? Dì khỏe. Vũ, dì xin lỗi con nhiều lắm nha. Bao nhiêu năm nay dì cắn rứt trong lòng vì chuyện của gia đình con năm xưa. Ba Sương, có chuyện gì vậy mày? Mày còn nhớ cái ngày mà ông Thiên ổng về đây, ổng đòi bắt thằng Sậy, rồi con Lan nó cầm dao nó rượt chém không? Đó cũng là cái ngày mà anh chị Hai Hòa bị tai nạn giao thông. Thì tao nhớ chứ. Cái hôm đó là mày với ông Thiên vừa đi lúc xế. Tối á là anh chị Hai Hòa được bệnh viện đưa về. Lúc đó tao với ông Thiên trên đường về Sài Gòn thì vô tình gặp anh chị Hai Hòa bị xe đụng. Lúc đó thằng Vũ chạy lại xe ổng kêu cứu. Nhưng mà ông Thiên ổng sợ phiền phức liên lụy, sợ trễ chuyến bay của ổng, cho nên ổng đi luôn. Tao ngồi trên xe cũng nghe theo ổng, không có giúp gì được cho anh chị Hai. Rồi sau đó tao nghe chị Tám Hạnh nói là anh chị Hai Hòa vì cấp cứu không có kịp thời cho nên không qua khỏi. Trời đất ơi, cái ông Thiên này sao mà ích kỷ dữ vậy chứ. Vũ, dì xin con tha thứ cho dì nha. Dạ, chuyện cũng đã cũ rồi mà dì. Đó là số kiếp của ba má con. Dì đừng có tự trách bản thân mình nữa. Con không có nghĩ gì đâu. Dì cảm ơn con nha. Mọi chuyện cũng là từ ông Thiên hết trơn hết rồi. Cho dù bây giờ ông cũng đã chết rồi, nhưng mà dù sao thì ông cũng là cha của thằng Sậy. Thôi thì dì thay mặt ông xin lỗi con nhiều lắm Vũ. Dạ, con nói là chuyện cũ rồi dì. Con không sao đâu, dì đừng có buồn nữa nha. Vũ đừng buồn nữa nha Vũ. Ừ, Vũ không sao đâu mà. Sáng mai anh mới về, em sao vậy? Hay là tối nay mình đi ăn kem đi. Nhi à, em sao vậy? Em không ngờ cái người ác ôn mà anh hay kể cho em hồi còn nhỏ ở cô Nhi Viện đó lại chính là ba ruột của anh hai em. Hồi đó anh kể với em là người đó thậm chí còn ác hơn cái ông tài xế đã tông chết ba mẹ anh. Tại vì thấy ba mẹ anh chết mà không cứu, anh còn nói nếu như mà ông trời có mắt thì phải để cho người đó rơi vào hoàn cảnh giống như anh, để người đó hiểu được là anh đau khổ như thế nào. Nhưng mà anh Vũ à,
Bây giờ ba của anh hai cũng đã chết rồi. Anh có thể nào đừng có giận anh hai em nữa được không? Đó chỉ là suy nghĩ lúc còn nhỏ của anh chưa thấu đáo. Bây giờ anh lớn rồi mà, anh không có hận thù ai hết. Nhất là anh Bảo, anh đâu có liên quan gì đâu. Nếu như anh giận anh Bảo thì anh đâu có quan tâm anh Bảo như vậy. Em an tâm nha. Nhưng mà anh cũng đừng có buồn nữa nha. Anh đâu có buồn đâu, anh thấy em còn buồn hơn anh nữa đó. Cười lên đi mà. Mùa sậy trổ bông, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.